À, tôi nghĩ là cái đề án này có thể là nó còn hơi vội vã, có thể là do ý chí mình muốn làm như vậy, nhưng mà để làm thì cần có một cái suy xét sâu xa hơn về mặt chiến lược cũng như là về mặt cái cách giải pháp như thế nào. Bởi vì cái thứ nhất á, là cái khu Nguyễn Huệ hiện nay cái phố đi bộ nó chưa phải là tốt lắm, nếu mình tiếp tục mình nhân rộng nó ra thì nó chưa phải là hay. Cái thứ hai là nếu mà phố đi bộ Nguyễn Huệ mà kết hợp với cái đường Lê Lợi rồi kéo dài tới Ba Son, kéo dài tới chợ Bến Thành thì mình phải thấy rằng là cái không gian đó có thể chứa hàng triệu người. Và như vậy thì phải nghĩ đến chuyện là phối hợp với cái quảng trường Lê Thủ Thiêm như thế nào đó, quảng trường bên đó cũng muốn làm cả triệu người thì chúng ta có một cái không gian cho 2 triệu người. Thì như vậy thì cái tổ chức một cái không gian như vậy thì kết nối như thế nào, tổ chức như thế nào, giao thông thế nào, nó không đơn giản. Và thêm một cái nữa là điểm thứ ba là rất rất hiếm khi mà khu trung tâm đô thị mà lại là chuyển đổi từ một cái không gian là cho xe rồi chuyển thành một cái khu không gian đô thị như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng cuộc sống và cái hoạt động kinh doanh của tất cả những cái cơ sở kinh doanh khách sạn, cửa hàng này kia. Bởi vì cái chúng ta không phải đơn giản là chuyển thành một cái khu phố đi bộ, mà chúng ta cũng không nên quên là có cái vấn đề giao thông xe, giao thông bộ, giao thông xe buýt, cũng như là đổ rác rồi chở hàng, chở hành khách vân vân. Thì đây là một cái vấn đề lớn. Và thêm một chuyện nữa là cái chúng ta đang làm hệ thống metro thì cần có cái kết nối với không gian ngầm như thế nào đó. Thì tôi nghĩ rằng là có thể đây là một cái ý tưởng thôi, là tốt, nhưng mà nói chung là để nghiên cứu nó thì cần có một cái tư duy nó sâu sắc hơn. Cái điểm này là chắc chắn là ảnh hưởng rất là lớn, bởi vì chúng tôi nói đó là bây giờ trước mắt là ví dụ như là thành công trong cái chuyện mà tổ chức Nguyễn Huệ và Lê Lợi thành một khu phố đi bộ như đề xuất đó, thì cái không gian này có thể chứa đến hàng triệu người. Và hàng triệu người đó thì khi chúng ta có những cái sự kiện đó, thì nó không đơn giản chỉ là chuyển thành phố đi bộ, mà mình phải tính đến tất cả những cái tình huống sự cố xảy ra, cháy nổ, cấp cứu rồi này kia vân vân, và xử lý như thế nào, và người dân sống ở trong đó họ ảnh hưởng như thế nào, doanh nghiệp thế nào. Thành ra cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta duy ý chí thì chúng ta sẽ là nó thiệt hại nhiều hơn là nó đem lại lợi ích. Sự ra là khi mà người ta muốn làm phố đi bộ thì người ta chỉ nói chuyện đi bộ thôi, nhưng thật sự ra là để muốn làm được một cái khu phố đi bộ thì cái bài toán đầu tiên phải giải quyết là bài toán giao thông. Và tôi cho rằng trong tầm nhìn của tôi thì tôi thấy rằng là có cái vấn đề là cái khu trung tâm đi bộ của bờ Tây là trung tâm hiện hữu hiện nay, và trung tâm đi bộ của bờ Đông là khu quảng trường Thủ Thiêm. Hai cái trung tâm đi bộ này rất là nên kết nối trực tiếp với nhau, thậm chí nhìn thấy nhau thì nó mới là tốt. Đó là về mặt đi bộ. Về mặt giao thông đó, thì cần có một cái hệ thống giao thông công cộng kết nối hai trung tâm, hai bờ Đông Tây, và thậm chí là một cái đường mà đi đi xe buýt chạy vòng tròn đó, mình phủ kín toàn bộ khu trung tâm, và như vậy đảm bảo được cho khu trung tâm toàn bộ những người dân sống ở trong khu trung tâm hay làm việc trong trung tâm họ không cần dùng xe cá nhân nữa, chỉ dùng xe buýt thôi. Và đó là cái tiền đề quan trọng để mà có thể tổ chức một cái khu phố đi bộ. Và cái điểm thứ ba là ngay cả mình phải nhìn tới một cái hiệu quả kinh tế xã hội, thì không thể hay là đóng khu trung tâm để biến nó thành đi bộ, và điều đó nó sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế, nhất là kinh tế và khu trung tâm là mình có kinh tế tài chính và những cái cơ quan quan trọng, mà chỉ là mình sẽ phân ra là trong năm thì có những cái sự kiện mình đóng nó lại để mình sử dụng, và có những bình thường thì mình vẫn cho kết nối. Và như vậy là một hệ thống đi bộ không đơn giản là đóng nó lại để làm con đường đi bộ, mà phải là kết hợp làm sao mà có những cái tuyến xe mà nó phục vụ được phù hợp, và khi mà mình cần thiết á, để mà đảm bảo cái luồng đi bộ được liên tục, thì đôi khi là trên mặt đất, khi thì lên cao, khi thì xuống thấp, khi thì vô trong nhà, khi ra ngoài trời, miễn sao là người dân họ đi bộ mà họ tách rời giao thông bộ và giao thông xe là được. Thì tôi thấy rằng là cái nghiên cứu hiện nay coi như là không trả lời được những cái vấn đề này, thì tôi nghĩ rằng là có thể đây là một cái định hướng, và coi như là thành phố cần nghiên cứu sâu sắc hơn. Thật sự ra là cái chủ trương mà đi bộ ở khu trung tâm là một cái chủ trương nó không phải là mới, ở trên thế giới thì người ta đều làm. Và như vậy thì nếu mà chúng ta muốn làm phố đi bộ thì chúng ta nên đầu tiên là chúng ta học hỏi từ những cái thành phố người ta làm thành công để mình đưa ra cái giải pháp phù hợp. Giống như cái giải pháp chúng ta đang đề xuất là một cái khu trung tâm chúng ta, và chúng ta tạo nên một cái vệt đi bộ mà giống như Nguyễn Huệ là bê tông hóa rồi nên đối với đường Lê Lợi rồi lại bê tông hóa rồi lại một cái đoạn rất là dài,
mà lại không có được không cho phép đường xe cắt ngang mà phải đi hai bên một đường một chiều. Thì cái này tôi nghĩ rằng không giống ai hết, tại vì trên thế giới không có chỗ nào chỉ cho tôi một chỗ như vậy đi, không có. Chúng ta sáng tạo mà không đúng chỗ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta thứ nhất là cần học hỏi những kinh nghiệm ở các nơi. Và nếu chúng ta muốn sáng tạo thì hãy dựa trên cái nhu cầu thực tiễn của không chỉ là khách du lịch và người dân ở các nơi, mà cả cái người dân tại chỗ nữa. Mình phải phục vụ cho họ, chứ không phải là làm một phố đi bộ rồi họ sinh sống làm sao, họ hoạt động làm sao thì mình lại không giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái xu hướng là đáng khuyến khích, là đi bộ khu trung tâm. Nhưng mà tôi cho rằng là nếu mà gọi là một cái tiêu chí mà đúng cho cái khu đi bộ trung tâm là phải đặt kết nối giữa cái chuyện là khu trung tâm, cái lõi trung tâm trở thành cái lõi đi bộ và đảm bảo cho toàn bộ người dân trong cái lõi trung tâm này có thể dùng xe công cộng, không cần dùng xe cá nhân. Và tất cả những hệ thống xe cá nhân thì cũng có thể đi đến một cách hiệu quả, mà tất nhiên là có bãi xe cho họ để họ dừng đổ, và tất nhiên là có thể cái giá nó cao hơn. Nhưng mà mình đảm bảo cho mọi cái nhu cầu đa dạng. Và đặc biệt là khi mà chúng ta làm phố đi bộ thì có những cái chuyện sự cố, cháy nổ hay là xe cứu thương hay là gì, vẫn có thể đi đến phục vụ cho người dân một cách thuận lợi, tiện lợi. Thì nói chung là một cái đề xuất như thế này nó không phải là một cái đề xuất dễ dàng đâu, và phải có một cái nghiên cứu sâu sắc và đảm bảo nghiên cứu đủ tất cả những cái tình huống giả định có thể xảy ra để mình có cái ứng phó kịp thời. Thì một mặt là chúng ta tạo nên một cái không gian đi bộ trung tâm thân thiện, một không gian cộng đồng tốt, và phải đưa lên cái tiêu chuẩn là đó sẽ là cái không gian xanh cho thành phố. Phải trồng cây nhiều hơn chứ không nên để bê tông như là Nguyễn Huệ. Và thêm một cái là giao thông công cộng chứ không phải là giao thông cá nhân. Thì trong cái đề xuất mà phố đi bộ này của thành phố đó, cái điểm mà yếu thấy rõ là giao thông công cộng, mình không thấy rõ. Và nếu mà chỉ dựa vào metro là giao thông công cộng thì theo tôi không đúng đâu. Nó phải thêm những cái tuyến xe buýt nữa, bởi vì metro nó không có phủ được cái khu trung tâm. À, rồi.